Hương Thầy. Đừng mua dịch quay, gà quay và nhu những món ăn chài 300. Có thể mua cho thầy đơn giản tô uống riêu, hủ tiếu, bịch hộp cơm 25 ba chục thôi. Còn cái 300 mấy 400 nó để cúng thầy, thầy xây chùa, mua cây sắt. Còn mấy mỗi lần cứ có 500-600 mua cây sắt chở xuống luôn. Còn mấy thì góp từ từ để thầy đóng tiền điện, tiền nước, cái gì xây dựng chùa. Chứ tối ngày xuống ở giờ có 500 cái mà mua con gà 350 cái lát cúng cho thầy 50 nữa. Rồi uống chai nước cái đủ 500 cái rồi xong sao có tiền xây chùa. Xây chùa. Sao không còn rộng này? Thôi giờ có nhiêu đây mình nói nhiêu đây. Không biết được mà sao. Rộng. Có tăng giờ sản xuất chưa? Chưa. Rất rộng, rất trống. Chai nước cái 500 tỏ lên. Chỉ do có anh em nó ở chưa giải quyết được. Nó còn mình chân mình thay á là nó cự, còn mình không thay thì nó để không, nó không dám thay. Mình lo xây vô đây xong đi, cái kia thì cái đó hoàn thành chùa đi rồi nó có cự không cự gì cũng đắt chóng cũng của mình. Giờ mình khùng mình không lo lo tu ở lo ngoài á hơn thua. Cái giờ mình muốn ăn ổn với coi chùa hà, muốn ngồi đó tranh giành đắt chết rồi đem chôn. Đừng có giành hơn mất đắt, người ta cho thôi. Dù đất của mình, mà đất của mình cũng giống của mình nè, ai cho ai. Cứ lo nhiêu đây xây, không có tiền xây nè. Nhiêu đây còn chưa có mấy cái ton, chưa có mấy sắt sửa. Ó giờ cái sửa đó đi, còn chưa thấy ngồi đó, chỉ chi đắt trong. Thầy nói mấy cái chỗ mà thầy xây rồi, giờ sửa lại nè. Có tiền sửa mà. Nói chi mà đắt trong. Sau trước bên hông thì cũng rộng mênh mông, bề ngang mấy trăm mét, bề dài mấy trăm mét, đâu có đất nào mà 50 mét, 20 mét đất, hay là bèo nhất chiều ngang cũng là 200-300 mét, chiều dài cũng dài trăm mét, không khi nào dài chúng. Giống như cái nhà mình nó nhiều đó, nhưng mà đất trống mình đâu có tính xây dựng, đâu tính thổ cư, xây rồi mới tính trong khu vực, thì thầy chỉ tính khu vực này thôi, còn tất cả đất trống không có thuộc xây dựng, vậy thôi. Nói vậy rồi từ từ mốt tin mai mốt sao đến sao ổn xong chút lắm. Chưa có tiền thấy trong giải quyết được cái gì. Chấp điện mở phía sau đó thôi. Ừ. Vô đi, vô là phải. Hiểu không? Giờ làm sao tổ chức đi mấy cái tour Nhật, Ấn Độ. Cho thấy những cái lễ mà hờ cặt lõi dài 3 mét như này, bằng cái xe tải vậy đó. Chở đi nhà nước, rồi chính phủ, rồi quan hên rồi. Cặn xe tải dài 9 mét luôn á. Có lễ chứ. Lễ lớn á. Hãy tôn thờ Dương Bạc á. Thấy sợ, nhỏ xíu rồi đặt mắc cỡ. Rồi ta ra bằng xe tải dài vậy luôn nè. Bông dưới hoa không? Những gì thầy nói không có giỡn đâu. Cái tôn giáo, cái khờ đàng hoàng. Hình như ở Việt Nam mình ngoài Bắc không có thầy. Thứ hai thầy cô đơn. Nó chiếm, nó bán. Cũng đất của mình, nó chiếm bán rồi. Hồi giờ mình cũng tiền chuộc còn hai nữa. Mình, anh em, cậu chú, bác hay dòng họ nói sao? Mình làm gì nó cho nó trành danh vực bán ăn đi rồi à. Thôi mốt nó tóm gọn rồi hay bỏ, hay bỏ thống chết thầy không quan tâm, tại vì có đất không biết giữ, có đất không biết ở, mang hết thì ra đường ở vậy thôi. Rồi kêu thầy cứu sao cứu.
rồi ai tới nó điên nó khùng, nói gì cũng của mình, thầy không có gì chứ nhau, mà lúc của mình không có gì mà nói ngược là tài sản của thầy, của thầy ai làm ra cho, cả chùa này có ai cho thầy gì chưa, chưa có ai cho chứng minh đi, chuyển cho thầy vài chục triệu, vài trăm triệu coi thử coi. Giống như Bình Định mắc dạy, nào giờ thầy không muốn lấy cái máy vi tính ra thấy cái này nó sóc chó, không lẽ tôi tống vô họng mà mỏ thế ông làm gì có tiền mua máy móc, ông làm có tiền tao nói đứa có nước mày không có tiền á, không lẽ tao mua tao cũng xin phép mày mua tao cũng khoe mày hả, mày tới tao đang làm việc thì mày đột xuất còn có tới tao đem cái máy ra tao khoe làm gì, hai điện thoại xịn đem ra cho mày coi phải không, trời ơi nó là mày không có sao cái chùa tao làm được như vậy, phải như hồi chưa lên á mày chưa gặp tao lần nào mà thấy đốt trống á thì mày nói ok, mày tới là nó có đầy đủ hết còn thiếu thứ gì đâu, thầy chỉ sửa chữa thầy cũng bỏ tiền chứ tụi bay không bỏ cho thầy chục 50 triệu để thầy sửa rồi. Tiền này tôi vận động nó nói mày nói được hôm nay không bỏ cách nào mà còn nói thấy mất ghét, giống như mấy bộ ghế nhà thầy bỏ tiền mua cái không tôi cho không phật tử, ai không phật tử đâu cho cái của ông ta cho ai mua bộ đi chỉ cho ta đồng ý là tôi không có tiền nhưng mà họ đi thì với thầy đi cúng mà cho thầy góp từ từ thì mua từng bộ một rồi chùa thầy cũng sửa từ từ, còn họ cúng họ nói liền nếu mà ông giờ cúng phải 100 đô hay là triệu hay triệu xe ra mấy đứa quậy quay hết chứ không đủ đóng tiền điện, nó đâu có tiền dư để xây chùa. Còn nhiều cái đoàn đến đừng có điện thoại mà nhắn tin Zalo, ở cái đoàn tôi đi 4 giờ hay 3 giờ sáng đến rồi đi liền, tự nhiên thầy sẽ xuất hiện mở cửa cho mình vô khắp nhà đi, rồi đi Tây Ninh, đi Campuchia, đi tỉnh nào không biết nhưng mà có ghé qua đây thì báo trước rồi nhắn tin, rồi đừng điện thoại nhắn tin đoàn tụi con mà đến hạn nha, đừng có lừa nhắn xong cái không tắt thường nghĩ đâu nhắn không tới, còn không nhắn để đồng sức mà đến giờ mình ngủ 2 giờ mình tụng kinh sao mở cửa, giờ thầy có 4 giờ rồi thầy tụng kinh thì cũng không mở cửa hoặc mà thầy không bao giờ mở. Có ai du lịch nào mà họ mở cửa, du lịch mở cửa bèo nhất cũng 7 giờ 8 giờ, có du lịch nào mà mới mở mắt ra đừ mày ra xuất hiện mày cảnh ma hả sao à? Đến chùa thấy cảnh đẹp ban ngày sáng sủa chụp hình quay phim 4 giờ tới khui đèn đúa đâu, mở hết đèn lên cho mày vô mày nhìn chọc. Nhìn coi thầy ngủ nghiêng, ngủ nằm, ngủ đứng. Mấy hồi khuya này mà không nè. Biết thầy không biết ai chứ. Ai tới cũng người yêu thầy chứ. Bay lại hôn cái chắc rồi xong, ôm ẩm luôn. Sao hỏi nói nhiều, ta nói là nhiều người yêu cả y cả 10 năm 5 năm mà chưa được nắm tay, chưa được hôn một nụ hôn, thầy tới là không biết quen là ai gì, quất một cái xong tính ai chửi gì được chửi, mà không cái đâu, thầy chỉ hôn đồng giới chứ không có khác giới đâu mà ghen. Vậy chứ nhiều người ghen á, hai thằng trai trẻ mà không yêu nhau á đụng hơi gừ nè, người yêu tôi á ghen. Đồng giữa ghen á, không có đó nhớ không? Không có thằng lại gây nhau luôn á.